xin chào anh em. Hôm nay mình giới thiệu với anh em một cái máy cưa xích sử dụng pin thương hiệu của Voto ha. Bên ngoài nó sẽ đựng trong một cái hộp bằng nhựa gì nè. Xung quanh nó có thiết kế là những cái quả tiết giúp cho cái hộp của mình nó sẽ rất là cứng cáp anh em. Ở phía trên chúng ta có một cái quai sắt và hai cái móc, anh em có thể là gạt để mình cưa cái hộp ra ha. Bên trong thì chúng ta sẽ có là sách hướng dẫn nè. Bên đây là cái phiếu bảo hành. Thì mình mua là hàng chính hãng á, bây giờ mình sẽ được bảo hành là 6 tháng nha anh em. Thì máy cưa nó cũng có rất là nhiều phụ kiện luôn. Cái này chắc là nắp chụp nè. Rồi tay cầm. Ở trên đây là cái lam cưa xích hay là xích tặng kèm nè. Rồi những con ốc lục giác. Ở đây thì con máy của mình nó sẽ gồm có là hai pin, một sạc và một thân máy ha. Và cục sạc này thì model của nó là GX709. Input là từ 100 cho tới 240V, tần số là 50 cho tới 60Hz. Output là 21V 2A nha anh em. Chúng ta có hai cục pin nè, thương hiệu của Voto 4.0Ah 21V lithium ion. Anh em để ý là dưới cái hộp nó cũng có một cái miếng xốp chống sốc để khi mà anh em mua về mà vận chuyển đường xa thì không có sợ bị gơ gớt hư hỏng gì hết ha. Và đây là con máy cưa của mình, nằm cũng khá là gọn anh em. Bên dưới đây nó được làm bằng nhựa và ngay chỗ cái hộp số, cái bộ phận nhông của con máy thì nó sẽ được làm bằng kim loại ha. Có ghi thông số nè, thương hiệu Voto, rồi VTC XKT 800W. Dòng tua của nó sẽ là 6.000 dòng chỉ phút và cái kích thước tối đa nó cắt được sẽ là 200mm ha. Cái cụm motor của nó này sử dụng là động cơ không chở than nha anh em, có cò bóp nè, rồi nó cũng bảo vệ an toàn. Cái chỗ anh em có thể lắp pin vô, ở đây có thước nè, mình đo thử kích thước chân pin từ bên đây, mình đo qua tới bên đây. Nó tầm cỡ 40.2mm. Máy này nó sẽ sử dụng chân pin Makita thông dụng 4cm anh em. Ở nhà anh em có những cục pin của thương hiệu Makita hoặc là những cục pin của những thương hiệu khác mà nó sử dụng chung chân với Makita đó thì anh em đều có thể mình tận dụng để mình lắp vô con máy này mình xài cũng rất là ok luôn ha. Đầu tiên mình sẽ lắp thử cục pin Makita vô còn sau nha anh em. Bóp cò thì anh em phải nhấn nút này nè. Rồi con máy chạy cũng rất là êm anh em. Mình lắp cục pin nhái thương hiệu của Bosch vô cũng ok ha. Thể là mình lắp cục pin đét tông này vô mình xài nè cũng khá ngon anh em. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình lắp gáp xem coi như thế nào anh em. Làm xích người ta tặng kèm 8 inch trên sau, đây là cái sợi xích nè, ta để trong bọc riêng hết trơn ha. Xích này thì nó được làm màu xanh nè, nhìn rất là đẹp luôn ha. Đây thì nó có một đống ốc nè. Nó có một con ốc để tăng đơ, đây nó có một cái lỗ nè, mình sẽ xỏ nó vô. Thì anh em sẽ lấy cái lam này nè, mình nhét xích vô ha. Ngay chỗ cái cửa này nè, mình sẽ nhét vô cái lỗ ở trên đây để hồi mình tăng đưa. Sau khi mà anh em cố định rồi đó, mình cứ kiểm tra coi là cái cọng dây xích của mình nó có vô mấy cái cảnh này hết không nha. Đây nè, cái lam mình nó có cái cảnh nè, cho nó lọt vô hết là ok ha. Xong rồi mình sẽ lấy cái nắp này mình chụp lại, lấy con lông đờm này nè, mình để lên, lấy con ốc dài xiết lại hờ hờ thôi. Và ở phía sau đây nè, anh em nhìn thấy nó sẽ có một cái con ốc. Anh em sẽ lấy cái lục giác này nè, bên đây nó có cái mũi vít, mình sẽ dặn để mình tăng đơ ha. Dặn thuận chiều kim đồng hồ đó thì nó sẽ siết lại, còn anh em dặn ngược chiều kim đồng hồ thì nó sẽ là nhả ga ha. Để cho nó hở hở hơi hơi gì nè cũng ok rồi, chứ không cần thiết cho nó cứng quá ha. Sau khi mà anh em chỉnh xong đó, mình sẽ siết cái này lại cho nó chắc là ok. Và cái này nãy giờ không có để ý nữa, hình như mình lắp là nó ngược chữ rồi. Nói chung là cái lam này anh em có thể là mình lắp qua lắp lại gì đó thoải mái ha. Hai bên thì nó bằng nhau thì nó không có ảnh hưởng gì hết nha anh em. Cuối cùng thì mình sẽ lắp cái tay cầm vô ha. Rồi ok, chắc chắn cứng cáp luôn ha. Rồi và bây giờ mình sẽ đo kích thước của con máy cho anh em dễ hình dung ha. Đầu tiên mình sẽ đo chiều dài của cái lam xích này, từ ở trên đây nè mình đo tới đây nó tầm cỡ 20cm. Anh em đo luôn thân máy với cả pin luôn nè thì nó tầm cỡ 52cm ha. Ở đây mình coi cái cân nè, mình cân thử xem trọng lượng của máy là bao nhiêu ha. Đầu tiên thì mình sẽ cân trước cái thân máy, nó sẽ có trọng lượng là 1kg 694g. Còn khi mà anh em lắp luôn cục pin 4A tặng kèm của hãng thì tổng trọng lượng của nó sẽ là 2kg 239g ha. Và bây giờ thì mình sẽ đem cái bộ máy này ra ngoài sân để mình test sử dụng thực tế và coi nó hoạt động như thế nào này. Và trước khi anh em sử dụng để mình cắt á, thì mình sẽ mở nắp ra, mình chăm nó thêm một miếng nhớt để nó nuôi cái xích này. Thì khi mà anh em sử dụng lâu dài á, thì nó sẽ rất là bền ha. Thì anh em có thể mình xài nhớt mới hoặc là những cái nhớt cặn xe máy rồi đó cũng ok ha. Cứ chăm vô rồi nó sẽ tự động nó bơm lên hết nắp. Anh em nhìn
hãy nhớ cái tự bắn ra gì nè là ok ha. Ở đây mình đang có một khúc gỗ vuông nè, thì anh em có thể mình sử dụng con máy á để mình cắt mấy cái gỗ vuông, gỗ tròn, hoặc là mình tỉa cành cây hay là mình đốn cây được đó cũng ok luôn ha. Mình coi thước nè, mình đo xem cái chiều ngang của cái khúc cây này nó sẽ là 9 cm anh em. Đây con máy của mình chơi luôn ha. Nó cắt rất là ngọt anh em. Những cây cưa xích này anh em sử dụng á, là khi mà anh em cắt á, thì anh em lưu ý á, là mình phải để cái này nè cho nó sát khúc gỗ thì mình cắt nó mới ngọt ha. Hồi xưa mình không biết á, mình cứ cắt mà mình để nó khơ khơ gì nè thì nó không có thế để nó bám lại. Giờ mình cắt cho anh em xem nè. Còn bây giờ mình biết rồi đó, mình sẽ tì cái này nè vô cái khúc gỗ thì mình cắt nó sẽ ngọt hơn rất là nhiều ha. Mình lên đô đi chơi thử cái khúc vuông bự này coi sao anh em. Đây thì mình đo được nè, nó là 9.5 cm, cái này nó cũng là 9.5 luôn. Vuông 10 anh em. Cũng khá là mạnh anh em. Thôi ở đây mình có khúc gỗ cũng khá khủng nè. Giờ để mình đo thử cho anh em xem nha. Từ ở đây cho tới đây nó tầm cỡ 23. Và cái chiều ốm của nó đó, mình đo từ ở đây nè qua tới đây thì nó tầm cỡ 15 cm ha. Giờ quất luôn, chơi thử coi cắt nổi không nha anh em. Cái khúc gỗ mới nãy thì nó bự nhưng mà nó hơi mềm. Còn ở đây là cái khúc gỗ tươi nè, rất là nặng luôn. Giờ để mình cắt thử coi như thế nào anh em. Mấy cái khúc gỗ nãy giờ mình cắt được nè, đối với cái khúc gỗ bự á thì nó cũng khá là mềm ha. Nè, gõ thì nghe bụp bụp vậy nè, nó là gỗ mềm. Còn với mấy cái khúc gỗ vuông nè thì nó là gỗ cứng nè nè. Gõ nè. Anh em nhìn thấy nó mỏng mà đập nó không bể luôn ha. Rất cứng anh em. Đây nè, khúc gỗ đầu tiên mình cắt nè. Rất là cứng luôn ha. Và đây là những cái miếng gỗ cuối cùng mình cắt được. Anh em nhìn thấy cái này nó là cứng nhất luôn ha. Nó vừa tươi mà nó vừa cứng luôn nè. Quá dữ rồi nè. Qua bài test mình thấy con máy này thật sự nó rất là mạnh và xử lý công việc cũng rất là hiệu quả. Thì bây giờ mình sẽ khui toàn bộ con máy này ra để xem thử cấu tạo bên trong của nó như thế nào anh em. Thì nó sẽ có một cái bảng mạch nè. Trên đây thì nó có một cái biến áp và mấy con tụ xung quanh. Những linh kiện của nó thì anh em nhìn thấy cũng có thương hiệu rồi thông số đồ cụ thể rõ ràng hết chứ ha. Rồi, và đây là cục pin của con máy nè. Thì anh em nhìn thấy nó sẽ có một cái bảng mạch, những cái chân tiếp xúc nè. Anh em có thể mình sử dụng cái sạc đốc này để mình sạc. Em đang có sẵn những cục sạc adapter đó, mình có thể mình ghim vô đây để mình sạc điện cho cục pin này cũng ok luôn ha. Cái bảng mạch thì nó sẽ có tới 3 con MOSFET nữa nè, cũng có thương hiệu và thông số đồ cụ thể rõ ràng anh em. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 hàng cell
mỗi hàng của nó sẽ là 5 sao pin ha. Mã của nó là CQTH18650, 2000mAh, 3.7V. Và trên mỗi sao pin thì nó cũng có số series đồ cụ thể gõ gàng hết trơn ha. Đây là toàn bộ bên trong còn ngoài của chúng ta ha. Cứ coi cái chân tiếp xúc pin nè. Đây thì nó sẽ có một cái bảng mạch. Và anh em nhìn thấy thì nó cũng được độ keo kín mít hết trơn ha. Mình thấy nó có hai công tụ nè. Của nó là 35V, 470mF ha. Công tắc thì nó cũng có thương hiệu nè, rồi thông số độ cụ thể gọn gàng hết trơn ha. Và phía trên là cái bộ phận hộp số của con máy, có một cái bánh găng nhỏ. Bên đây nó sẽ có một cái bánh găng rất là bự luôn ha. Và tất cả nguyên một cái cụm nhông này nó sẽ được làm bằng thép 100% ha. Bình dầu để bơm nhớt tự động nè. Còn ở phía bên đây sẽ là cái phần động cơ của con máy, rotor của nó nè, rồi quạt tản nhiệt. Và bên đây sẽ là cái phần stator của nó ha, động cơ 3 pha không chổi than. Và anh em nhìn thấy dây đồng nó quấn kìa, cũng rất là khủng luôn ha. Mình đã test và buông toàn bộ con máy này ra rồi ha. Thì anh em nào có nhu cầu mua sản phẩm này thì mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả, anh em cứ nhấp vào đó để tham khảo. Thì anh em nào thấy video hữu ích thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình ha. Anh em nào chưa đăng ký kênh, nhấn nút đăng ký bên đây, nhấn nút cái chuông, khi nào có video mới anh em mình cùng vào luôn ha. Rồi, các anh em đã xem video, chúc anh em một ngày vui nha. Bye bye.